Thật xin kính chào quý anh chị, rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh Xe Hơi Cũ Tăng Cảng. Thì hôm nay Thắng đang ở khu làm đẹp xe, cái khoang làm đẹp xe theo công nghệ Meruguri của Toyota Tăng Cảng nha anh chị. Hôm trước thì Thắng có quay một chiếc xe Nova 2020 á, mà là cái màu nguyên thủy ban đầu là màu xanh á. Thì Thắng cũng có quay sơ bộ, hôm nay đang làm đẹp nè. Cái lô 5 xe và bên Thắng đã bán được 3 xe rồi, còn 2 xe Innova 2020 số sàn. Đi được có chiếc thì đi được 62.000 cây, có chiếc thì 57.000 cây, trên nhau số km cũng không có nhiều, khoảng mấy ngàn cây à. Thì đang còn 2 xe biển LD. Xe này thì hôm trước cũng Thắng cũng có nói là gốc ban đầu là nó màu xanh lá cây, nhưng mà không có chạy taxi anh chị, không có chạy taxi, có lịch sử đồ hết. Thì xe có sao Thắng nói vậy để cho anh chị chúng ta tham khảo, và với mức giá nó cũng tương đối hợp lý á. Có 635 triệu. Bình thường thì những chiếc này mà nó cùng một chiếc xe giống như thế này mà nguyên thủy ban đầu không phải là màu xanh á, thì nó là giá khoảng 680, có khi là 670, 680, nằm khoảng giá đó. Còn xe này thì do lúc đầu nó màu xanh cho nên là theo bên Thắng để bán theo cái chất xe, bán theo cái giá trị chiếc xe để cho anh chị chúng ta dễ tiếp cận và nó hợp lý. 635 triệu nha anh chị, tiết kiệm được khoảng 60 triệu, 50-60 triệu một chiếc xe. Còn xe thì nội thất cũng không có nhiều, ghế nỉ và đầu CD thôi, tại vì xe này là công ty mua về để mà phục vụ cho cái việc đưa đón nhân viên nè, rồi phục vụ chở xếp công ty nè, cho nên là cũng không có trang bị nhiều cái phụ kiện lên trên xe. Thì tạm thời bên Thắng sẽ để lại như vậy, còn anh chị nào mà muốn tặng thêm như là ghế da rồi đầu DVD gì đó thì những cái đó mình Thắng có thể hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ cho anh chị có được cái xe nó đầy đủ. Dạ alo em nghe. Dạ em nghe nè anh. Xe đó là full phụ kiện luôn anh. Xe đó là full phụ kiện á. Dạ đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Dạ. Xe đó thì không, xe đó thì em chỉ bớt lọc thôi, nếu anh cảm thấy giá hợp lý thì hôm qua nha. Dạ, bớt lọc khoảng 2-3 triệu thôi à. Khoảng 2-3 triệu à, tại đang có mấy khách đang lên coi nè. Đang để là 558 triệu á. Dạ. Anh mấy là xe 558 triệu, 27 số sàn mà. Dạ, dạ. Dạ. Bớt lọc khoảng 2-3 triệu mà được thì không qua coi, chứ để nhiều khi qua coi thì trả giá nhiều quá không có xin được công ty đâu. Tại xe này nó biển số đẹp, với lại cái thứ hai nữa là nó đi có 21.000 cây à. Nói chung là nó nguyên bản xe 21.000 cây thì anh nghĩ coi gia đình hay chạy kinh doanh. Dạ nguyên bản vậy đó. Có sao em nói vậy thì cái hình chụp là hình chụp ngay nhà của khách luôn đó, đang trên đường về luôn á. Dạ thì em là em cập nhật từ cái xe sớm nhất cho nên gửi anh trước. Dạ thì nếu được thì cái bạn chạy qua đi, thì bên nào ai trước thì bên em ưu tiên trước thôi à. Dạ dạ, để em gửi cái định vị cho anh gửi cho ông em nha. Dạ rồi ok anh, ok. Hôm nay thì bên Thắng về một chiếc, đang trên đường về chiếc xe Nova số sàn 2017 anh chị. Xe mà đi có 21.000 cây à, 21.900 cây. Đó, chiếc xe siêu cọp luôn. Thì Thắng có mấy khách quen đặt chiếc xe này cũng gọi và xe thì chưa về tới công ty luôn, xe chưa về công ty luôn thì khách hàng cũng đang tranh thủ đi qua coi. Hay thì cơ bản xe cũ là như vậy anh chị. Nó kiếm được một chiếc xe mà đúng chất thì không có dễ, và anh chị là có duyên thì người ta sở hữu thôi. Thì anh chị nào mà đang tìm xe gì á thì cứ nói với Thắng nha. Đang tìm xe gì cứ nói với Thắng, là nói về chiếc xe mà anh chị mong muốn là màu gì nè, rồi dòng xe gì, đời bao nhiêu và tầm giá tiền bao nhiêu, thì Thắng cũng sẽ lưu lại thông tin hết. Khi nào mà có những chiếc xe đó phù hợp về là Thắng sẽ chủ động liên hệ lên anh chị. Thì như vậy thì anh chị mới tìm được chiếc xe mà đúng chất và phù hợp nhất. Chứ xe cũ thì không có đại trà như xe mới đâu. Ví dụ như xe mới thì anh chị không mua chiếc này thì nó còn chiếc khác. Còn xe cũ á, là tùy vào chất xe và tùy vào duyên nữa. Nhiều khi anh chị có duyên với chiếc xe đó là chiếc xe đó sẽ thuộc về anh chị à.
Rồi quay trở lại với chiếc xe này đi, là 2020 số sàn, đi được khoảng 57.000 cây đó, màu bạc và đang để giá là 635 nha anh chị, 635. Đang làm đẹp thì cái xe này chắc hôm nay hoàn thiện. Xe này hôm nay xong không anh Chánh? Hôm nay xong à? Dạ. Đây, đang chiếc này anh chị, hai chiếc nè, đó. Đang còn hai chiếc để cho anh chị lựa chọn. Hai chiếc thì chắc xe y như nhau à, không khác gì hết. Anh chị chọn chiếc nào cũng được thì lên coi thấy chiếc nào ưng thì người ta chọn thôi. Xe thì còn những cái chỗ như màu xanh. À, thì bên Thắng có sao nói vậy để cho anh chị chúng ta không có hụt hẳn khi mà coi xe. Ví dụ xe là lúc ban đầu là màu xanh thì nói là anh chị là lúc ban đầu màu xanh. À, còn như một số đơn vị khác thì người ta có thể là ta bù phép lại gì đó thì để cho nguyên bản là màu bạc. Thì cái đó là chuyện của người ta. Thì mỗi bên thì có một cái cách làm việc khác nhau nha anh chị. Xe công ty xuất hóa đơn đủ luôn, anh chị nào mua về công ty chúng ta lợi được nhiều lắm, lợi được phần thuế nè, lợi thuế rồi lợi được cái giá xe nữa. Chiếc này cũng tương tự như vậy à, nghĩ sơ qua chiếc này ở dưới xưởng cho nên là có cái tiếng mà cả cái vòi hơi á, cho nên hơi ồn nha anh chị thông cảm nha. Tại vì Thắng cũng muốn đi quay những cái cảnh anh em làm việc như thế này nè, để cho anh chị biết là những chiếc xe mà bên Thắng dọn nó theo cái quy trình lắm. Chiếc này hôm nay em xong luôn hả anh Thuận? Xong chứ. Bữa hôm 5 chiếc là bán 3 chiếc rồi đó. 2 chiếc này. Còn 2 chiếc nữa thôi. Ở xe này bộ cái nỉ đẹp ghê luôn. Đẹp mà, nó rất đẹp. Nó chỉ nói chuyện có bị vấn đề là lúc đầu nó màu xanh thôi. Đâu đục lỗ đâu mà, đâu chạy xi đâu. Đó anh chị để ý nè, nội thất đẹp lắm. Xe này hôm trước mà về mà chưa dọn Thắng nó quay rồi, nó đã đẹp rồi. Rồi, hai chiếc xe Nova số sàn 2020 để cho anh chị lựa chọn nha. 635 triệu hai chiếc. Thì những mẫu xe này Thắng có thể hỗ trợ thêm cho anh chị về phần phụ kiện nè. Rồi những cái nào thiếu hỗ trợ thêm để cho anh chị chúng ta có được chiếc xe nó chỉnh chu, mua về chúng ta chạy luôn. Và những xe đó Thắng cũng nói luôn, và anh chị nào mà mua về chạy kinh doanh dịch vụ á thì chúng ta lựa chọn sẽ hợp lý hơn. Tại vì anh chị mà đi gia đình á, nhiều khi về á, mua về rồi hàng xóm xung quanh nó hoặc là người thân bạn bè nói là tại sao lại bỏ tiền ra mua một chiếc xe gốc ban đầu màu xanh thì như vậy thì sợ là sợ anh chị khó chịu thôi. Cho nên là anh chị nào mà mua về mà chạy kinh doanh dịch vụ chúng ta kiếm thêm cái thu nhập á, thì chúng ta nên lựa chọn chiếc đó thì tiết kiệm hơn, chúng ta bỏ ra số tiền nó ít nè, vay ngân hàng được nhiều nè, rồi cái thời gian vay được lâu á, anh chị nhẹ hơn cái khâu mà trả góp hàng tháng, và chúng ta sở hữu được cái xe đời cao nè, còn bảo hành thì nó sẽ hợp lý hơn cho anh chị. Thì đó là những chia sẻ mà Thắng thật tình muốn nói để cho anh chị mua một chiếc xe là chúng ta hài lòng mọi thứ và không có cần phải lăn tăn suy nghĩ gì hết. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây. Nếu như anh chị quan tâm đến một trong hai chiếc xe đó thì cứ gọi cho Thắng, hoặc là đang tìm xe gì thì cứ nói với Thắng, nhắn tin Zalo, rồi chia sẻ những cái xe mà anh chị mong muốn thì Thắng sẽ lưu lại. Khi nào có xe về Thắng chủ động liên hệ để cho anh chị chúng ta sở hữu xe nha. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.